cứ ghi hình, ghi hình tặng ta. Tiếp à, 6 cái bên đây, 3 cái bên đây nữa. Bấm cho tự chạy. Đó, cứ hết trạng ấy, cái nào cũng vậy, hết trạng ấy nè. Yeah.
Nói thường là cái tên là cái quay game ở đâu, thấy không? Bấm vô, bấm chỉnh xuống Windows 7, em vừa tải ngược lại về Windows 10. Yes.
cứ ghi hình tặng ta. Tiếp à, 6 cái bên đây, 3 4 cái bên đây nữa, bấm cho tự chạy, nó cứ hết trạng ấy, cái nào cũng vậy, hết trạng ấy nè.
Dừng đi luôn, bỏ lát đầu hàng rồi cuốn hàng hàng trước quay lại. Nhấn vậy sao? Để cho nè. Nhấn vậy thì bấm vô, nói thường hai cái tên là cái quay game ở đâu. Được không? Bấm vô. Bấm chỉnh xuống Windows 7 em vừa tải ngược lại về đi mọi người. Thank you.
I
cứ ghi hình tặng ta. Tiếp à, 6 cái bên đây, 3 4 cái bên đây nữa. Bấm cho tự chạy. Đó, cứ hết trạng ấy, cái nào cũng vậy, hết trạng ấy nha. Yeah.
Dừng ghi luôn, bỏ lát cầu hàng cho đến cuối hàng chứ không phải lại nhấn vậy sao để cho nè nhấn vậy thì bấm vô nó thường cái tên là cái quay game ở đâu thấy không bấm vô bấm chỉnh xuống Windows 7 em vừa trả ngược lại về mọi người. Thank you.
cứ ghi hình đặng đặng nhớ ghi hình đặng cho quay về ngay tại cái chỗ mà đang tìm cảnh này nè, nó đang nè tắm để tìm cảnh rồi đi tiếp ở ngay chỗ đang tìm cảnh này tắt ghi hình thoát ra ngoài á. Tiếp à, 6 cái bên đây, 3 4 cái bên đây nữa, bấm cho tự chạy, nó cứ hết trạng ấy, cái nào cũng vậy hết trạng ấy nè.